và các bạn đã không biết tôn trọng quy luật cái gì. Và quy luật cuộc đời nó cho thấy bạn không thể hiểu bạn được, nhưng tôi sẽ hiểu tôi nếu tôi bó mục tiêu lại. Mà riêng chúng ta bó mục tiêu lại là làm sao chúng ta có nghề kinh doanh. Chúng ta bó bằng cách là cầm tiền tiêu thế nào thì chúng ta đã có 12 bài rồi. Thật là ngông nghênh cho cái lũ mà không bó mục tiêu mà đòi đi giảng dạy. Khi tôi bó lại ở nghề kinh doanh thì thằng nào đụng với tôi quất ngang hông luôn. Như vậy con người không thể hiểu mình được, không thể hiểu cuộc đời được, nhưng chắc chắn hiểu được nếu tôi bó mục tiêu lại. Ok. Và chính các bạn đã không bó, và kết quả các bạn học tưng bừng, nhưng rốt cuộc các bạn không khác gì lấy cái thủ phi mà đâm vào bức tường. Nếu các bạn vuốt cái thủ phi thành cái mũi như cái bút chì ấy, đâm phát tường thủng đi, vì các bạn không ấn mục tiêu. Cho nên lần nào tôi lên giảng bắt đầu cũng vào trận, đó là 12 bài, để chuyên sâu N bài, để phát triển cá nhân N bài. Nếu không bó lại, tất cả mọi sự học là bằng thừa. Ok. 12 quy luật. Mà đấy là tôi mới mở bài chung một quy luật thôi. Và thành công hay không nó nằm ở đó. Tôi nói cái chuyện đấy để làm gì? Để các anh chị thấy các bạn không hiểu gì cuộc đời đâu. Các bạn hết sức cẩn thận. Cho nên ở đây là quan điểm chính trị, xã hội phải rất là chuẩn mực. Cho nên học đi nhé. Chứ không phải cái chuyện đùa ở đây đâu. Trong một tháng vừa rồi biết bao nhiêu chuyện. Các anh chị à, là cuộc sống mà không kiến thức các bạn không tồn tại đâu nhé. Thế những chuyện này nói là sáng hành trình là cái gì? Nó nghiêm trọng hơn nghĩ nhiều nhé. Cho nên ở đây chúng ta rất là tuyệt vời đây. Và chúng ta học chuyên môn đúng không? Hôm nay 2 ngày cố gắng hiểu nhé. Như vậy gia đình các bạn, cái máu nhà chính là văn hóa. Đừng để nó bị nhiễu loạn ở trong não. Học một lần thôi chắc cú luôn. Đúng không? Có kết quả thống kê của nhân loại có 8 cách tự tạo, được gọi là 8 phong cách văn hóa. Muốn tồn tại được phải chế ngự được sự hỗn loạn. Muốn tồn tại được phải chế ngự được sự phá hoại của con người đối diện. Khi bạn chế ngự được hai cái đó thì mặc định bạn sẽ tồn tại. Các chị ạ, đấy thế thôi. Và bây giờ chúng ta thuyết minh từng văn hóa một. Văn hóa quan tâm là điển hình của văn hóa phụ thuộc. Thì có lẽ các bạn thấy đơn giản hơn nhiều, nhưng nó lại lột không hết bản chất. Nó có cho linh hoạt, tức là tự mày làm cái gì đó, nhưng đa số là phụ gì ạ? Nếu kỳ công thì học như vậy. Còn nếu đơn giản hóa, văn hóa quan tâm chính là văn hóa phụ thuộc. Các bạn ạ, xuống dòng, ý xuống hàng. Là văn hóa tập trung. Vì nó chạy theo xử lý quan hệ mà. Nó chạy theo cái đường ngang trở lại xử lý quan hệ. Là văn hóa tập trung vào các mối quan hệ. Tập trung vào mối quan hệ. Các bạn ạ, trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau. Thằng nào phá hoại cái tin tưởng này, bùi lít. Thằng nào xây dựng được mối quan hệ quan tâm mà trên nền tảng tin tưởng, đề bạt lên, lương cao ngất ngửa luôn. Các chị ạ, và tất cả 100 người đều như vậy. Úi xời, mũi tấn công của chúng ta đội quân Tào Tháo thắng tuyệt đối. Xuống dòng. Không khí của doanh nghiệp, vì quan tâm lẫn nhau mà, không khí của doanh nghiệp luôn ấm áp, chân thành. Nếu bạn có cái đó là người cái người các bạn hóa giải về mò đấy, là công ty phát triển ấm áp, chân thành, hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác. Từng chữ một, ngày mai chúng ta xây. Và thằng nào xây nhiều nhất cái này lên phó tổng cho tao, thế nên tao làm thay tổng, thưởng bát ngát. Và chỗ tao người tốt là người có thái độ quan tâm tới người khác. Với những đặc trưng vừa rồi, khái niệm người tốt rõ ràng. Và đã tuyển thì tiến sĩ là đứng thứ N, chắc chắn doanh nghiệp tao sẽ thắng chúng mày.
Đấy là khác biệt của công ty ta. Xuống dòng. Người với người được kết nối bởi sự trung thành. Chỉ cần có tín hiệu nói xấu thôi, nó đuổi ngay các bạn ạ. Có tín hiệu quay xe đuổi ngay trên nền tảng trung thành. Và nhấn mạnh tuyệt đối vào thái độ tích cực. Lớp các chị yên ổn thế này, bọn tôi lấy văn hóa người học làm đầu. Cho nên các bạn được sống trong một không khí cả một ngày vất vả, các bạn thấy có ai vô văn hóa đến mức rút điện thoại, vô văn hóa đến mức không nghe, vô văn hóa đến mức ngọ nguậy cậy đóng tiền xong làm cha không? Không hề có nhé, cả lớp không hề có. Và chúng tôi thiết lập trật tự rất ý tứ, rất cẩn thận. Cho nên tôi khuyên các anh chị điều đó. Vậy thì cả một buổi học các bạn phải nét ra. Còn các bạn cứ tư duy chạy theo tư duy của thằng nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, thì linh hồn của nó là cái gì là vấn đề. Cho nên cả ngày hôm qua tôi nhấn lại và tôi hiểu rằng ai hiểu là người ấy thắng. Có một điều thôi, các bạn phải để công ty mình nó tồn tại. Và để tồn tại các bạn phải thắng trong marketing. Không đúng. Các bạn muốn tồn tại các bạn phải thắng bởi quy mô tài chính lớn hơn. Không đúng. Mà khi tôi nói không đúng các bạn cảm thấy nó có cái gì sai sai. Vứt cái cảm thấy đi. Muốn đúng, muốn thắng các bạn phải có nhân sự tốt. Các bạn không đúng. Cho nên ở đây linh hồn là muốn thắng thì đầu tiên các bạn phải làm cái việc là cho nó tồn tại đã. Sau khi tồn tại thì đồ thị nó mới lên được. Như vậy đây là trục đồ thị. Vào trận là mặc định nó lên, thành ra nó lên thế này. Nhưng nó lại có khả năng nó xuống thế này. Không cho nó xuống, triệt tiêu cái đường xuống. Sau khi triệt tiêu đường xuống thì hãy nghĩ đường lên. Không bao giờ tôi nói các bạn nghe cả. Mà giả định bây giờ tôi 40 tuổi thì các bạn lại càng không nghe nữa. Mày ơi là mày, tôi 65 tuổi. Thế ra các bạn còn nể cái tuổi lớn của tôi, các bạn nghe một chút, thế là tốt. Trường Doanh Nhân PR.